Em xin chào các bác nhé, hiện nay là phiên của buổi sáng của ngày 21 tháng 4 năm 2024. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em lại lên một video giới thiệu với các bác một mặt hàng siêu hot đang về. Ngoài ra hôm nay là em sẽ giảm giá đồng giá nhé, gọi là siêu giảm giá luôn, đồng giá luôn. Một số mặt hàng, địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 89 2229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 35.000 một đơn hàng. Có nghĩa là các bác mua một đơn cũng 35.000 mà 10 đơn cũng chỉ có 35.000 thôi các bác nhé. Đó, ngoài ra là các bác nào mà mua cái hàng combo em miễn phí ship thì là em vẫn miễn phí ship nhé các bác nhé. Đây, sau đây không để các bác đợi chờ lâu này, em mới về một mặt hàng là ngày xưa là nhà giàu đại gia, gọi là tỷ phú mới được chơi. Hôm nay là mình các bác là ai cũng được chơi này. Đó là em về một số mặt hàng sau: năm cánh trắng ngọc sơn cước này, năm cánh trắng bạch tuyết này, năm cánh trắng cờ đỏ này, bảo duy này, năm cánh trắng HO, năm cánh trắng Hà Tĩnh. Ngoài ra là có tiểu hồng điệp này, hồng nhật hạ này, hồng thiên lôi này, minh châu này, hồng gia lai này, hồng mỹ nhân nhá, hồng yên thủy ạ. Em về một số cái mặt hàng hoa như thế. Và hàng này là hàng ươm ki. Đây các bác ơi, hàng ươm ki nhá các bác nhá. Các bác nhìn ki chưa? Hàng ươm ki. Và cái hàng này thì cây nó chỉ cao độ khoảng vài cm thôi các bác nhá. Các bác nhìn tay em này, cái cốc nhỏ nhỏ này, hàng vài cm này, giá là em đưa ra thì giá quá rẻ luôn các bác nghe. Nó là giật mình. Nói chung là nó rẻ như thế này, ngày xưa nó tiền bao nhiêu tỷ mà người ta còn chưa nhìn thấy cái đâu, còn đặt tiền nhá. Ngày nay thì mình nhìn thấy đây rồi mà giá là em đưa ra giá rất là rẻ, rất là mình giật mình luôn. Các bác ơi, cái này nó sẽ trung bình, nó sẽ cao khoảng từ 5 cm trở lên nhá. Đây, một số mầm non nó vẫn đang tiếp tục ra, và những cái này thì vài bữa nữa là nó sẽ ra hoa. Nó rụng hết lá, nó sẽ ra hoa rồi nó ra mầm non nhá, người ta tính ấy. Đây này, mầm non là mầm tương lai, là sang năm này. Đó, hàng này em Thúy chia sẻ với các bác nhá, 200.000 7 cốc. 200.000 7 cốc thì các bác sẽ được 7 mặt hoa nhá. Hoặc là các bác lấy 200.000 một mặt hoa hay 2 mặt hoa, tùy các bác. Đây, đây em bỏ ra đây cho các bác dễ nhìn nhá. Đây, 2 cốc này, 3 cốc này, 4 này. Các bác ơi, đọc nguyên này em bỏ ra em đếm cũng mỏi cả mồm nhá. 200.000 7 cốc nhá, nhỏ nhỏ xinh xinh. Các bác thấy quá rẻ chưa? Đó, cây nào nó cao thì nó độ khoảng được 7 cm, mà cây nào nó thấp thì nó được 5 cm, 4 cm nhá. Đấy, nó tùy vào mặt hoa các bác ơi. Và khi các bác mua hàng em sẽ đánh dấu mặt hoa. Đây, hàng ươm ki nhá, bảo hành 100% cho các bác này. Hàng ngày xưa hàng bao nhiêu tỷ còn bảo hành được, không chi là hàng có 200.000 7 cốc nhá các bác nhá. Đó, đây các bác nhìn này, nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, các bác nhìn thấy tay em nhá, tay em cầm đây này, nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, đây, đó, các bác nhìn thấy chưa, 200.000 7 cốc giá quá là yêu luôn. Đây này, một số cái các bác về trồng ấy, bây giờ mầm non nó vẫn đang tiếp tục nó lên nhá, các bác lưu ý hộ em là nhỏ nhỏ xinh xinh hộ em nhá, cái hàng em đang dỡ ra đây. Sau đây em sẽ tiếp tục lên một số mặt hàng nữa. Sau đây em sẽ lên một số cái mã châu rừng Thái nhá các bác nhá. Và hàng châu rừng này thì nó chỉ có một màu thôi, và hàng này hàng đập chậu nhá các bác nhá. Giá em Thúy đưa ra là giá đồng giá, và châu này nó chỉ có một màu như này thôi các bác ơi. Đấy, chỉ có một màu hoa như thế này thôi nhá các bác ơi, nhìn rõ hộ em nhá. Đó, và hàng này hàng đập chậu rồi, về em đã xử lý phân thuốc, có một số cây nó đã ra rễ tơ rồi nhá. Em sẽ đánh mã và cái giá em Thúy đưa ra là không bao ship nhá các bác nhá, không bao ship, giá rẻ cực kỳ rồi, gọi là giời ơi đất hỡi rồi. Em đánh tiếp mã T9 gồm có 6 cây, giá 250.000. Đây các bác ơi, tăng cây nó sẽ như thế này nhá, 6 cây giá nó 250.000 ạ. Đấy, xếp mít nhá. Mã T12 gồm có 12 cây, giá 250.000. Các bác mua 3 mã, 4 mã thì em mới bao ship nhé. Còn ngoài ra em không bao ship nhé. Các bác thông cảm giúp em. Giờ nhà em Thúy là nổi tiếng là bán rẻ rồi, mà các bác lại còn đòi bao ship thì chịu thôi nhé các bác nhé.
Và các bác đặt hàng thì nói rõ mã số, số cây cho em, số tiền để tránh mình nhầm lẫn nhá. T11 gồm có 6 cây giá 250.000. Đây tăng cây nó như thế này nhá các bác nhá. Đấy 6 cây. T12 gồm có 7 cây giá 250.000. Dễ sữa nó ra này các bác này. Em xử lý hết rồi các bác nhá. Đấy. Và các bác ơi, khi các bác nhận hàng thì cây nó có thể nó sẽ hơi héo một chút. Tại vì em cắt nước em gửi đi xa thì em không thể để cây ướt. Cây tươi mà em gửi đi xa thì nó sẽ dập, nó thối nhá. Thì các bác khi các bác nhận hàng thì trời nắng như thế này các bác để ra ngoài, mở thùng ra để ra ngoài mấy tiếng, tưới nhẹ cho em. Sang đến ngày hôm sau mình mới tưới đậm đà nhá. Thì cây nó hồi cực kỳ luôn. Chứ tránh tình trạng các bác về các bác mở ra các bác tưới luôn là nó sẽ sốc nhá. Nó cây nó cũng như người đi về, đang đi nắng nóng về tắm mà nó sẽ bị cảm nhá. Mã T13 gồm có 8 cây giá 250.000 này. Đó. 8 cây 250.000 nha các bác nhá. Mã T14 gồm có 10 cây cũng giá 250.000 này. Đấy tang cây nó như thế này. Nói chung là đẹp các bác ạ. Vô gọi là vô cùng tổ quốc ta ơi, thi thoảng nó chỉ sức sức một chút chút thôi, không sao nhá. Và mã T15 gồm có một chậu chuối ngọc hay còn gọi là thắt đót nhá. Đây, mầm non nó đang ra nhiều chi chít, em Thúy để cho các bác giá độc chỉ có 150.000 thôi. Trời ơi, nó đẹp quá cơ. Đấy, mầm non đang ra rất nhiều luôn. 150.000 nhá các bác nhá. Em nói thật, em nói rõ đây là 150.000, các bác không nghe nhầm đâu nhá. Đó, T15. Nhạn VIP siêu lụ nhà em nha các bác nhá. Ôi, nhạn mít rụt đồng xu này. Và hàng này đang có nụ nha các bác nhá. Các bác nhìn thấy bộ rễ đáng yêu không? Em cho các bác xem mặt hoa này. Nhạn này là nhạn VIP 4N. Hoa gọi là thì siêu thơm luôn các bác ạ. Gọi là thơm thơm cực kỳ luôn. Đây các bác ơi, hàng em bao đẹp luôn cho các bác nhá. Và hàng này tất cả đều đang có nụ này. Đang có nụ nhá. Nụ đây này các bác ơi. Em cứ bao hàng nụ cho các bác. Một chậu nó trung bình nó từ đôi 4, 6 cặp lá trở lên. Và em bảo hành cho các bác đây là nhạn mít đồng xu nhá. Nhạn mít đồng xu. Đó. Em bao hàng có nụ cho các bác nhá. Hàng này là hàng nhạn VIP, hàng của Thái Lan. Hoa siêu thơm luôn. Ui mít rụt rịt luôn. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 300.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá các bác nhá. Ôi sao mà nó rụt rịt, nó đẹp thế cơ chứ. Rụt rịt luôn, đúng chuẩn đồng xu luôn nha các bác nhá. Đó. Các bác có thể mua 5-7 chậu ấy, về mình ghép thành một cái giò tác phẩm lớn thì núc hoa nó ra thì siêu thơm luôn. Bây giờ nó đang nhú nụ này. Đó, tầm tháng 6 bắt đầu nó ra hoa nha các bác nhá. Hàng này hàng Thái Lan cho nên là nó không phải là hàng tháng 4 các bác ạ. Ôi bộ rễ của nó cũng đáng yêu luôn. Hàng này em thuần vườn nhà em rồi nhá. Rễ nó mới ngon như này nha các bác nhá. Đó. Siêu VIP luôn. Ba trăm nghìn một chậu các bác mua 3-5 chậu em Thúy miễn phí ship để các bác nhìn rễ này sướng chưa này. Mít rụt rịt luôn. Và em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nữa là siêu hot hit luôn. Trầm rồng đỏ và trầm cổ nha các bác nhá. Trời ơi hôm nay nhà em về rất là nhiều hàng luôn các bác nhìn này. Giờ hàng này là hàng mầm non nhá. Hàng này hàng mầm nó đang lên chi chít luôn này. Đó em cho các bác xem mặt hoa nhá. Đây là trầm rồng đỏ này. Đấy các bác nhìn thấy chưa, hoa thì trầm thì khỏi phải bàn rồi. Hương thơm cực kỳ luôn. Còn đây là trầm cổ này. Trầm cổ đây nha các bác nhá. Đó. Đây trầm cổ đây. Siêu thơm luôn nha các bác nhá. Siêu thơm luôn. Trầm thì trầm nào cũng thơm, siêu thơm luôn. Một chậu nó rất là nhiều thân. Nó đang mầm non, nó đang lên chi chít này. Nó trung bình nó từ 4 thân cho đến 8 thân nhá. Nó tùy vào mặt hoa. Đây này. Độ cái này nó ngắn ngắn xinh xinh nhá. Hàng này em Thúy sẽ bán combo cho các bác là 200.000 ba chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 35.000 tiền phí ship nhá. Các bác ơi nhìn nó mướt mắt. Mướt mát này đẹp chưa.
đẹp, gọi là đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi ấy ạ. Mấy nữa nó mà đã ra hoa thì cực siêu siêu thơm luôn đấy các bác nhá. Và cái hàng này khi mà em vận chuyển đi xa, em sẽ bịt gốc vào nhá các bác nhá. Về các bác chú ý ra dỡ ra cẩn thận cho em này. Các bác ơi đẹp lắm lắm luôn đấy nhá. Đó. Đấy này. Một bên đó là trầm cổ này, một bên là trầm rồng đỏ. Các bác cứ đặt cho em là một combo ba chậu. Các bác thích lấy trầm rồng đỏ cũng được mà trầm cổ cũng được nha các bác nhá. Đấy, siêu rẻ luôn này các bác nhìn này. Ba chậu này có 200 nghìn thôi nhá. Đấy, ba chậu như thế này có 200 nghìn đây này. Siêu yêu thương luôn. Đấy, để em về rất là nhiều luôn nha các bác nhá. Tha hồ để cho các bác mình lựa chọn nhá. Siêu đẹp luôn. Và cái hàng này thì chăm sóc cực kỳ dễ. Các bác cứ chăm sóc cho em 7 đến 10 ngày, tưới cho em nó phân thuốc một lần. Và đến tầm từ tháng 10 dương lịch, tháng 10, tháng 11 dương lịch ấy, thì các bác ngắt nước cho em, cắt nước cho em thì hoa nó mới ra được chuẩn Tết nhá. Còn các bác mà không cắt nước thì hoa nó không ra chuẩn Tết luôn. Cắt nước là như thế nào? Lúc này các bác dừng tưới vào thân lá, các bác chỉ tưới vào gốc rễ cho em đi nhá. Đó, em về rất là nhiều luôn các bác nhìn này. Cái này nó mấy nữa mà nó ra hoa thì là siêu thơm luôn đấy các bác nhá. Đó, rất chi là nhiều luôn. Tha hồ cho các bác mình lựa chọn này. Đen rô nắng và đen rô chớp của nhà em cập bến nhá. Ôi, siêu đẹp luôn. Nói về cái dòng đen rô này thì các bác nhà nào cũng chơi được. Hàng cực kỳ là bình dân. Và hoa nó ra quanh năm. Hết đợt này đến đợt khác nha các bác nhá. Ui, chưa bao giờ em nhập được cái lô hàng nó siêu VIP như thế này các bác ạ. VIP lắm cơ các bác ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nay em sẽ về đen rô nắng các loại này. Bà liễu, rồi chớp, vàng đỏ chớp, bịp chớp, cánh chuồn, vân vân. Rất chi là đẹp luôn. Nhiều nhiều lắm lắm luôn. Thân thủ lá mít nhá. Các bác ơi, có những cái thân này nó to, nó to gấp độ gấp 3 cái ngón tay cái em nhá các bác nhá. Đó. Và cái hàng này thân tơ tít 100%. Vì sao em nói vậy? Vì là bây giờ nó bắt đầu nó mới nhú hoa ra các bác ơi. Đấy, các bác chơi vậy rất là yên tâm. Chứ các bác mua một cái loại mà nó ra hoa ra nụ rồi là cây nó già cỗi, về nó không phát triển được đâu. Nó khó ra hoa. Đây là hàng nhà em, hàng tơ tít nhá. 100% thân hoa. Có nghĩa là một chậu nó có 2-3 thân thì sẽ 2-3 thân nó sẽ ra hoa cho các bác mình ngắm. Lá mít nhá, lá mít cổ xoáy này, đẹp mê ly. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây. Ui dồi ôi, nó về nhiều mặt hoa lắm, trên 50 mặt hoa nhá các bác nhá. Đó, trên 50 mặt hoa, em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây. Đó, và cái dòng đen rô này thì đúng là cực kỳ bình dân. Nhà bác nào mình cũng chơi được. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá 50.000 một chậu. Các bác mua 10 chậu em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 5 chậu thì các bác cộng thêm cho em 35.000 tiền ship. Chậu của nhà em chậu cao to rất là nặng luôn. Một chậu này nó phải nặng hàng hơn 1 cân này. Đó. Đây, về cái hàng này thì các bác lên sang chậu cho em nhá. Em đo chiều dài này. Đấy, cái thân nào mà nó cao ấy, nó phải trên 2 gang tay của em trở lên. Và trên một chậu thì nó có sẽ có thân ngắn. Thân ngắn thì nó một gang tay. Đó, trên một găng tay. Đẹp ơi là đẹp, thân thủ lá mít nhá. Ui dồi ôi, nó đẹp lắm lắm. Chưa bao giờ em nhập được một lô đẹp như thế này. Độc chỉ có 50.000 một chậu thôi các bác ơi. Ê, em đo cái bút dạ nhá. Cái bút dạ vào đây, cái thân nó còn bé hơn này. Đấy, thân nó còn bé hơn cái bút này còn bé hơn cái thân nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó, đẹp cực kỳ luôn. Mướt mát nhá. Và hàng em bảo hành nhá các bác. Hàng tơ tít 100% luôn. Siêu đẹp luôn, lá mít nhá. Có những cái lá nó to hạt đen rô đâu mà có cái những lá nó to hơn cả bàn tay em các bác nhìn này. Có những cái lá nó to hơn bàn tay em. Đấy. Siêu đẹp luôn. Đấy, các bác mua cái này về thì mình chơi nhá, hoa quanh năm, lúc nào mình cũng có hoa mình chơi này. Hết vụ này đến vụ khác một năm nó ra ít nhất là 3-4 mùa nhá. Đó, đây này. 100% thân tơ luôn nhá. Thì các bác mua nó phải thí dụ một chậu nó có 2 thân thì nó sẽ ra cả 2 thân hoa nhá. Ui, cái lá nó to hơn cả lá đa này các bác nhìn này. Này các bác ơi, em đo tay nhá, tay em bé hơn cái lá này. Đó. Và cây ta to hay cây nhỏ nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá các bác nhá. Không, các bác mua về các bác bảo thí dụ có những cái cây này
thì nó là một mặt hoa rồi. Thì các bác bảo sao nó ngắn thế? Đấy, nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá. Và có những cái cây này nó cao to như thế này thì đấy, nó phụ thuộc vào mặt hoa. Siêu đẹp luôn, đúng rồi, các bác mà trồng thì ra hoa thì đẹp lắm lắm luôn đấy ạ. Hàng này thì các bác về lên sang chậu cho em, sang chậu để cho cây nó có đẻ con, nó phát triển. Và 7 đến 10 ngày các bác vẫn cho nó ăn phân thuốc một lần. Và cái hàng này thì nó, các bác nó ưa nắng nhá các bác nhá. Các bác lên ra phơ treo trồng ra cái chỗ ngoài, nó ăn 50% nắng giúp em. Em có một cái lô cát một lá, hàng là chuẩn bị ra hoa nhá các bác nhá. Hiện tại là nó chưa có mèo, nhưng mà hàng nó sắp ra hoa rồi các bác ạ. Hàng thuần vườn nhà em nhá. Hôm nay em xả giá cực kỳ yêu luôn, giá chỉ độc có 70k một chậu thôi. Và chậu nào mầm non nó cũng đang lên nhá các bác nhá. Và các bác ơi, trong quá trình vận chuyển, những cái mầm non này chẳng may nó có bị trột hay là nó xịt, tại vì trời nắng nóng thì các bác cũng thông cảm cho em nhá. Những cái mầm non này, còn những cái cây này, cây này, đây các bác, những cái mầm nó lên như này đấy. Và cây này là cây tơ 100% của nhà em Thúy, hàng thuần vườn. Nó có rất là, hôm nay nó có rất là nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây nhá. Trời ơi, yêu lắm, mặt hoa này thì yêu cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, nó đây này. Hoa cát này này thì nó rất là thơm. Và hoa bông hoa cát đại, hoa ra quanh năm. Hoa cát nhà em ra quanh năm nhá, tím nhăn này, cánh bướm này, mặt quỷ này. Đó, rất chi là vàng và cam, cam lưỡi đỏ này, vàng lưỡi đỏ này. Đó, rất chi là nhiều mặt mặt hoa nha các bác nhá. Đấy, em cho các bác xem này. Hàng này hàng sổ nhiều mặt hoa, hàng nó thuần vườn nhà em rồi. Và em khẳng định với các bác đây là cát một lá của nhà em nhá. Hàng thuần vườn. Cái hàng này cát thì bông hoa cực kỳ là to luôn. Hàng này là hàng giống Đài Loan, nhưng mà được người Thái Lan người ta trồng nhá. Một chậu như to như thế này, rất là nhiều thân tơ này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá 70k một chậu. 7 chỉ độc có 70k một chậu thôi các bác nhá. Hàng này hàng xả. Đây này, dễ mầm, dễ là đang ra dễ tơ rất là nhiều luôn. Hàng này hàng thuần vườn nhà em rồi. Thế nên là các bác mua yên tâm nhá. Và cái hàng này hàng tơ. Vì sao em nói hàng tơ? Các bác có thể là mua ở trên thị trường người ta bán cái chậu nó nhiều thân, nhưng mà nó là thân già ra hết hoa rồi thì về cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Đây, hàng là nhà em Thúy hàng tơ nhá các bác nhá. Thân tơ tít luôn. Đó, đấy là em giải thích cho vậy, chứ có bác, một số bác là kiểu mình không biết ấy, thì các bác cứ thích cái chậu kia nó nhiều thân, nhưng mà nhiều thân nhưng mà nó là thân già thì cũng không giải quyết được gì nha các bác nhá. Đây này, cắt một lá hoa sai, hoa cực kỳ to luôn. Đó, hàng em Thúy xả nhá, độc chỉ có 70k một chậu thôi ạ. Đó, và cái hàng này thì lá nó thì hơi, nó không, nó hàng thuần vườn nhà em cho nên là lá nó không được mướt mát. Thế thi thoảng nó có một tí tí như thế này, có nghĩa là nó không xanh gì. Đấy, hàng này hàng ăn nắng nha các bác nhá. Siêu rẻ luôn ạ. Giá độc chỉ có 70k một chậu thôi. Vanda lá xếp của nhà em nha các bác nhá. Hàng này hôm nay em sẽ thanh lý. Tại vì cái hàng này như các bác biết thì đây, lúc hôm trước Tết ấy là nhà em bán đang có tình trạng có hoa. Nhưng bây giờ nó sau Tết rồi, em để em dưỡng cây. Thì bây giờ nó chuẩn bị nó ra đợt hoa mới này. Và em trồng này, các bác nhìn rễ này. Phun rễ chưa? Các bác nhìn thấy ngon không? Rễ cực kỳ là ngon luôn. Đó, cây nào rễ cũng ra ngon. Em trồng em dưỡng ở cửa vườn này nhá. Hàng này hàng em bán hàng hết hoa, nó chuẩn bị nó ra hoa mới này. Các bác nhìn này, sướng chưa? Đấy, bộ rễ sướng cực kỳ luôn. Hàng này nước trước là em Thúy bán là một lúc nó đang có hoa ấy, em Thúy bán là 120.000. Đây, hôm nay em cho các bác xem một số mặt hoa đây. Hoa chuẩn màu luôn nhá, thực tế đây. Đó, màu rất là độc lạ luôn đấy các bác nhá. Đấy, một số cái mặt hoa của cái lô đây, lô Vanda này. Đây này, em để riêng là màu lúc nó ra hoa, em để riêng màu nào nó ra màu đấy đây rồi. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Màu nào này, em hôm trước Tết em đánh xem đánh màu, màu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Đó, dễ ngon cực kỳ luôn các bác nhìn này. Lúc trước Tết này em bán 120.000 một chậu, nhưng hôm nay em giảm giá này, giảm giá cực sâu. Em chia sẻ với các bác giá 80k một chậu nhá. Và em đi đơn từ 5 chậu trở lên, 80k một chậu đây các bác nhìn này. Các bác mua 5 chậu này giá có 400.000 thôi, cộng với 35.000 tiền ship về thì rất chi là ok, một bó luôn các bác nhìn này.
một bó này luôn. Đó. Hôm nay em 120.000 này mà hôm nay em Thúy bán có 80.000 thôi. Đó. Hàng em thanh lý nhá. Hoa chuẩn màu luôn cho các bác. Hôm nào hôm Tết các bác mua hoa thì những cái dạng cây hoa này ở nhà em này các bác biết rồi nhá. Vanda thì hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Bây giờ nó chuẩn bị, nó đang có một số cây nó đang sưng nụ và nó đang chuẩn bị nó sưng nụ như hú vòi, nó ra đợt hoa mới nha các bác nhá. Hàng này em bao phê cho các bác này, dễ ngon cực kỳ luôn nhá. Đấy, dưỡng tại vườn nhà em. Các bác ơi, 7 đến 10 ngày các bác cứ làm theo nhà em là dễ, nó sẽ ra như vậy, cây nó sẽ xanh tốt này. Các bác cứ 7-10 ngày các bác tưới B1 và thuốc bổ nó cho em. Đấy, ngon chưa? Dễ ra rất ngon luôn nhá. 80.000 một chậu thôi các bác ạ, không nhiều, không đắt đâu nhá. Giảm giá cực sâu rồi. Tiếp tục cập bến cho các bác một số cái dòng giả hạc siêu đẹp luôn, giả hạc trầm. Đây này các bác ơi. Đó, hàng giờ nó đang mầm non, nó đang ra chi chít ngon cực kỳ, có cây ra hoa rồi, có cây chưa ra hoa. Hôm nay em về được một số mặt hoa sau, như trầm trắng này, trầm sáu mắt này, trầm môi tuyết này, trầm chớp này, Asa lưỡi viền này, Asa tím này, 990 này, năm cánh trắng mắt ngọc này, ma bó này, huyết long này, di linh này, di linh tím này, đấy, năm cánh trắng này. Một chậu như thế này nó đang rất là nhiều mầm gốc nha các bác nhá. Đang rất là nhiều mầm gốc này. Một chậu như thế này em Thúy sẽ, hôm nay em Xí sẽ lên combo này. Đó, 7 chậu 250.000, em không miễn phí ship nha các bác nhá. Đây là một số cây nó đang có nụ này, một số cây ra hoa rồi, một số cây chưa có nụ nhá. Đây các bác ơi, mầm gốc rất là chi chít. Và cái cây này là mầm gốc nó ngăn ngắn đây này. Em sẽ bán combo như thế này. Đôi này, 3 này, 4, 5 này. Ôi, sao nó nhiều thế này mà nó rẻ này. 7 chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 250.000 đấy các bác xem. Một cái thùng to tướng lù lù để có 250.000 thôi, 7 chậu nhá. Các loại vùng miền, các loại gọi là linh tinh các loại, rất giá rất là đáng yêu và rất là ok luôn. Và các bác ơi, cái hàng này thì nó là trồng ở trong chậu thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Thế thì trong quá trình vận chuyển em sẽ bịt như thế này, em vận chuyển đi, em sẽ bịt như thế này, em vận chuyển để chóng tránh nó sọc sạch về, các bác gỡ nhẹ ra giúp em nhé. Mà vả rửa, giả dụ trong quá trình vận chuyển nó có bung ra một tí thì nó cũng không sao, các bác cũng hoan hỉ giúp em nhé. Cái này em về rất là nhiều, nó rẻ cho nên là các bác mua nhiều lắm. Đấy, cháy khét lẹt lẹt luôn. 250.000 7 chậu cơ mà các bác. Rẻ ơi là rẻ. Tha hồ cho các bác thưởng thức nhá. Đó. Em giới thiệu tiếp các bác một dòng dáng hương lai nhá. Hoa cái này thì gọi là siêu thơm luôn, thơm cực kỳ là thơm luôn. Nó là dòng dáng hương nó đã thơm rồi, lai với hoàng nhạn thì hoa nó ra siêu thơm luôn. Và cái dòng hoa này nó có một cái đặc biệt của nó là hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác nhá. Ôi, nhà em trồng rễ nó đã phun rễ ra đẹp lắm các bác ơi, mê ly luôn. Đó, đây em bật hoa thực tế cái giò nhà em trồng thuần mấy năm đây. Các bác nhìn này, cuống hoa cũ nhá, nó vừa tàn nhá, ra nó lại tiếp tục ra cuống hoa mới. Cái vòi hoa nó phải dài 40 cm này này, các bác nhìn thấy chưa? Vòi hoa phải dài 40 cm này. Cái chỗ hoa này nó bị nước mưa nó vào rồi, trông là nó không, nó bị giữa rồi, nó không đẹp. Chứ bây giờ mấy nữa nó nở cái này ra thì đẹp lắm. Hoa em đứng đây có một bông mà rứt hết cả đầu luôn, siêu thơm luôn. Các bác bảo dáng hương nó đã thơm rồi, hoàng nhạn nó càng thơm hơn, thì lai giữa hai dòng này thì hoa siêu thơm luôn. Có một bông mà hoa nở thơm khắp vườn đây, phun rễ nhá. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 90.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Trong trường hợp các bác ghép đơn 1-2 chậu em vẫn đi ghép đơn. Dễ này, phun dễ nhá. Cái hàng này thì các bác trồng cực kỳ là dễ, về các bác có thể ghép thành một cái giò lớn như nhà em như này, thì mình sẽ chơi hoa quanh năm. Đó, một giò lớn.
hoặc là các bác ghép theo cái kiểu của các bác, là các bác trồng một chậu một cũng được. 7 đến 10 ngày các bác cho ăn phân thuốc một lần cho em. Đây các bác ơi, một chậu nó như thế này, nó sẽ sai cây như này. Và cái cây này nhá, nó không được đẹp mướt mát 100% đâu. Thì thoảng lá nó sẽ bị như thế này, thì thoảng cái lá chân nó sẽ bị như thế này nhé các bác nhá. Đấy, hoa siêu thơm luôn. Các bác cứ trồng nghe dạ em, trồng cái này thì thơm cực kỳ là thơm luôn. Đó, một chậu như này 90.000 nhé các bác nhá, 90k một chậu. Em đi đi đơn từ 3 chậu trở lên, các bác nhìn bộ rễ yêu chưa. Đó, 90k một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Yêu lắm cơ các bác ơi. Đây, các bác lấy cái cây nó nhỏ nhỏ hơn thì nó không bị lỗi lá nhá. Đấy, cây nó nhỏ nhỏ hơn thì nó không bị lỗi lá. Cây to thì nó sẽ hơi bị xước xước một chút. 90.000 một chậu nha các bác nhá. Cây nó sẽ, em sẽ nói là đôi 4, 6, 7 cặp lá trở lên. Sai cây nó từ 7 cặp lá trở lên. Các bác về cứ đếm to hay nhỏ, các bác cứ đếm 7 cặp lá đi. Đôi 4, 5, 6. Nói chung là 5, 6, 6 cặp lá trở lên. Đôi 4, 6. 6 cặp lá trở lên nha các bác nhá. Đó. Thiên Nga VIP nhà em cập bến nha các bác nhá. Trời ơi, cao to đẹp dai siêu đẹp luôn các bác nhá. Và cái hàng này Thiên Nga nhà em là hàng giống Đài Loan nha các bác nhá. Đấy, em cho các bác xem này. Trời ơi, cây củ trưởng thành của nó năm ngoái này. Củ siêu to luôn nha các bác nhá. Đây em đo cái cổ tay em vào cho các bác xem này. Đó, siêu to, chưa bao giờ em lập được cái lô hàng nó củ nó siêu to mà nó đẹp như thế này. Hàng này là hàng giống Đài Loan, được trồng thuần tại Việt Nam nha các bác nhá. Em cho các bác xem một số mặt hoa hàng nhà em đây. Vàng đỏ này, cam này, trắng và ngọc trai đen nha các bác nhá. Nó chỉ có mấy màu như vậy thôi. Hàng này nó sẽ ra hoa vào những cái củ nó rụng lá rồi. Đây, cuống hoa cũ đây các bác nhá. Nó sẽ tiếp tục nó ra hoa vào đây và những cái mắt mới này nha các bác nhá. Đó, chứ không phải là nó ra hoa xong rồi mà nó thôi đâu. Nó vẫn tiếp tục ra hoa vào những cái củ cũ này các bác nhá. Hàng này hôm nay siêu to khổng lồ, em Thúy chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Các bác mua 10 chậu em Thúy miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ít ghép đơn thì em gửi từ 3 chậu trở lên nha các bác nhá. Và phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k. Siêu to khổng lồ luôn các bác này. Những cái hàng này, những cái chậu như thế này em dám khẳng định là ở Việt Nam nhà mình, những các vườn chưa có vườn nào có những cái lô này. Mỗi mình nhà em có cái lô hàng này thôi nha các bác nhá. Và những cái hàng này này, những cái chậu như thế này bé bé hơn mà người ta cũng bán 100. Và những cái chậu to như thế này người ta sẽ bán là 150, 170, 180 nhá. Siêu to khổng lồ luôn các bác này. Đó, siêu đẹp luôn, hàng em bao đẹp luôn như các bác, củ cực kỳ to luôn nhá. 100k một chậu các bác ạ. Đó, có những cái chậu nó nhiều thân, nhiều củ như thế này thì là phải hơn tiền nha các bác nhá. Đó, em không thể bán 100 một cái chậu này được. Hàng này những cái này em bán 100.000, những shop khác người ta đang bán 150. Đó, và những cái chậu 100 thì cầu củ nó cũng bé hơn nhưng nó không được to như của nhà em đâu. Đấy, hàng này về thì các bác lên sang chậu cho em, sang chậu để cho nó có đất mới, nó phát triển. Nó đẻ nhớ, nó đẻ nó sẽ đẻ sai như thế này. Đó, nó sẽ đẻ sai như thế này. Và 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em nó ăn phân thuốc một lần nhá. 7 đến 10 ngày vẫn cho nó ăn thuốc bổ, nó cũng như người mình cũng phải ăn cơm, cũng phải có thịt, có cá, có tôm nhá. 100k một chậu. Siêu đẹp luôn các bác ơi. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một cái dòng quế. Quế này là quế tím buôn đôn nha các bác nhá. Dòng này giờ cực kỳ là hiếm, gọi là cực kỳ là hiếm luôn. Quế tím buôn đôn này, cây nhỏ nhỏ xinh xinh đi các bác nhá. Rồi cây này nó cũng không lớn đâu, mình nuôi lâu thì nó mình phải nuôi thật lâu nó mới lớn được, chứ còn cây này nó giờ giống nó ít lắm. Nó giờ nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh đây. Và hàng giờ đang phun nụ nhá. Có cây ra nụ dài như này này. Có cây là nó đang hé nụ ở trong ngách lá nha các bác nhá. Một chậu nó sẽ trung bình 4 5 cây nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Đó. Các bác nào mà lấy có nụ thì lấy, mà không thì lấy cái hàng đang sưng nụ đi. Đấy. Nó là hoa nó từ tháng 4 trở đi mà các bác. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Quế tím buôn đôn này. Mặt hoa cực kỳ đẹp luôn, bảo hoa này nói để nó rồng này. Hương thơm cực kỳ là quyến rũ nhá. Thơm lắm lắm luôn đấy các bác ạ. Đấy, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Một chậu nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là
190.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu, em Thúy miễn phí ship. Đấy, các bác nhìn thấy yêu chưa? Đây, nắng này nó hơi rọi vào. Đấy, quá yêu luôn nha các bác nhá. Đấy, cây nhỏ nhỏ xinh xinh nha các bác nhá. Và hàng có cây nụ là dài rồi, có cây nó đang sưng nụ ở trong ngách lá nha các bác nhá. Đấy, cây nó nhỏ nhỏ như này thôi. 190.000 một chậu, các bác mua 3 chậu em miễn phí ship. Này, đấy, có cây nó nhú nụ ra. Nói chung là thôi em cứ bán hàng không nụ đi. Nhưng mà cây nó đang nụ ở trên đây nhiều lắm. Nhưng em cứ bán hàng không nụ đi về để cho mình. Đây này, các bác mình này. Đây này, nụ đây này. Đó. Đấy. Em còn ít thôi, cái hàng này nó hiếm lắm các bác ạ. Giờ nó rừng buôn đôn rồi, nó không có nhiều đâu. Hàng cực kỳ hiếm luôn. Hoa thì thơm thì khỏi phải bàn luôn, siêu thơm luôn.